Bà con nông dân và các bạn xem đài thân mến, chuyển đổi giống vật nuôi cây trồng để tăng thu nhập là biện pháp thích ứng của đại bộ phận người nông dân hiện nay và đã có nhiều hộ nông dân tự tìm cho mình hướng đi thích hợp. Tùy nội lực của mình, họ có thể chọn cách phá bỏ toàn bộ giống cây đã có sẵn hoặc là tiến hành trồng xen với giống mới vào để dần loại bỏ giống cây cũ không đạt hiệu quả, nhằm giảm chi phí đầu tư, thực hiện biện pháp lấy ngắn, nuôi dài. Liên quan đến vấn đề trên, chương trình trong ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu phóng sự Hiệu quả mô hình chuyển đổi cây trồng. Mời bà con và các bạn cùng theo dõi. Trường Hoa is the rural commune of Hoa Thanh Thao, formerly a district of Tân Ninh province. Decades ago, most of the farmers here specialized in grass cultivation. After that, the majority of them turned to cultivate fruit trees in line with the market demand. However, there was a time when farmers grow traditional crops face fierce price competition. Bumper crop pulled down prices or oversupply while fruit export was still in difficulty. From this situation, many farmers find new varieties with high yield, meeting market demands and having a more stable output. Mr. Kiều Minh Dư, born in 1959, comes from a family specialized in farming and has settled in Trường Hoa commune of Hoa Thanh Thao before 1975. Like many households in this area, he realized that rice farming was not profitable and his family turned to fruit trees. As the first household to grow Burmese grape trees, in early 1980, Mr. Yu switched to establish green Burmese grape orchards, intercropping durian and traditional rambutan. In this garden, Burmese grape trees grew suitable with the soil here. They give a very high yield. On the other hand, at that time, the area of planting fruit trees in the Hoa province was low. The price of this kind of fruit was quite high. The profit from Mr. Yu's garden was always stable. He did not intend to switch to cultivate other plants. In recent years, the area of fruit trees in Tân Ninh province has increased, followed by a fall in some traditional fruits and causing a decrease in garden profits. In 2014, Mr. Yu's family got the outway to change the plants. Initially, he decided to intercrop only new rambutan, known as Indo rambutan, only using intercropping techniques in existing garden without destroying all previous plant varieties. Its aim at taking short-term goals as stepping stones toward achieving long-term goals and keep experimenting to see how well the new rambutan varieties are adapted to this land and then take into account the expansion of the area. Này hồi trước là nguyên cái vườn này là trồng dâu hết á. Nhưng mà dâu lúc sâu quá là cái thấy chịu không được nữa cái mới chặt bỏ. Chặt bỏ cái mới kiếm chôm chôm trồng, hồi đó mình đâu có biết là cái chôm chôm Thái hay chôm chôm gì đâu. Và hỏi nó nói có chôm giống mới, chôm đô. Rồi cái mình đem về mình trồng, rồi đó trồng thử có mấy cây à. Trồng thử ở 7-8 cây gì á, cái thời gian sau cái mình thấy nó trái nó cũng được, mà giá nó cũng bằng chôm chôm Thái rồi thôi, trồng luôn, tới giờ luôn. Chôm chôm Indo này thì nó trồng cũng như chôm chôm thường à, chứ nó không có cái gì hết. Chỉ có một cái khác là sau khi mà trái cỡ và lớn rồi là nó tạo cơm là mình bỏ 3 kali trắng cho nó nhiều là nó ngọt trái thôi. Chứ nó không có gì hết, nó cũng y như chôm chôm thường, trồng cũng bình thường vậy. Nhưng mà mình trồng chôm chôm thường này với chôm chôm Thái, chôm ta thì nó có cái là cái thằng chôm chôm thường thì rẻ hơn, thằng Thái thì nó trái nó cũng như nhau. Nhưng mà khi cái thằng Thái bẻ thì mình phải lạc bỏ, còn cái anh này thì mình khỏi, anh này thì mình đóng nhành vô luôn, khỏi có tỉa từng trái như chôm chôm Thái vậy thôi. This new rambutan variety was supplied by gardeners in the southwestern provinces, supposedly originating from Indonesia, so its common name is Indo rambutan. This type of rambutan has advantages such as big fruit, thick blast, beautiful color, sweet taste. Water is not stagnated inside when the rambutan fruit is overripe, and its skin does not crack when it ripens, and is the convenient for long-distance transportation. Look outside, Indo rambutan fruits are very eye-catching and highly appreciated by consumers.
Red Bramberton Bruce have red skin, small seeds, grippy sweet taste. They are harvested and preserved more easily than other Bramberton varieties, like Java Bramberton, Sugar Bramberton, and Thai Bramberton, etc. The productivity of Indo Rambutan variety is always equal or higher than that of Thai Rambutan, an average of 9 to 10 tons per hectare, but its price is always double or triple the price of Thai Rambutan. Currently, this kind of fruit is not enough to supply the market. Thì mình thấy là các vấn đề chăm sóc thì nó cũng như nhau, nhưng mà cái giá thì nó cũng như chôm Thái nó có ngon hơn. Bởi vì cái thằng này với cái thằng chôm Thái nó khác là anh Thái anh phải lặt từng trái ra. Còn trái nhỏ anh bỏ, cái trái lớn là anh mới bán được. Còn cái thằng này thì anh chỉ bẻ cành vậy là anh vô luôn, chứ vô thùng luôn chứ không có tỉa như anh Thái. Còn năng suất mà cái năng suất thì nó thấy nó cũng hình như là nó ngon hơn chôm Thái. Như cái chôm thường á, là anh thấy như cái thằng này là ví dụ như năm rồi tôi bán 22.000 ký, còn anh chôm thường á 8.000, thì coi như là nó đắt hơn tới mười mấy ngàn ký. Mà anh thấy cái năng suất á, thì cái thằng này á, là nó ngon hơn cái thằng chôm thường, nó ra sớm hơn nè. Anh thấy như cái chôm thường là tới nay á, là nó chưa có tạo cơm, mà anh này nè là anh tạo cơm rồi. Because of its easy to care for properties and superior quality compared to other rambutan varieties, so many farmers are looking to develop their own indoor rambutan gardens. After many years of test planting and achieving good harvest, Mr. Yu also intends to expand the model. However, Mr. Yu also confirmed that the cutting and grafting of this variety is more difficult than that of the others, and he still continues to experiment. While a large proportion of farmers in Trung Hoa commune of Hoa Thanh Thao are promoting crop transformation, the new rambutan variety has high yield, is easy to grow, strongly consumed by the market, etc. are what many people are aiming for. The farmers union at grassroots level keep studying and developing a support plan for expanding the model. Lợi thế của Trung Hoa là khoảng 420 hecta là cây ăn quả, trong đó là nhãn là 360, còn lại là chôm chôm, sầu riêng và các loại cây ăn quả khác. Nhưng mà đa số chôm chôm là chôm chôm thường, chôm chôm Java là chôm thường là chôm Java. Còn chôm chôm Thái với chôm chôm Indo này thì rất ít. Thái thì ta biết nhiều, ta trồng trước, nhưng mà chôm chôm Thái á, là cái 2,2 từ trái chính không có đồng lọt, với trái nó nhỏ hơn so chôm chôm này, năng suất với hái đóng cành á, là đóng không có đóng thụt như cái chôm chôm mình, giống chôm chôm mình thấy cái này là dễ chăm sóc và có thể cái địa phương sẽ phát triển khuyến khích cho nông dân nhân rộng thêm cái mô hình này để cho sản xuất. Tiêu thụ thì chôm chôm Indo với chôm chôm Thái là nó có ra sớm hơn so với chôm chôm mình, nó có thể cái giá cao hơn và dễ bán hơn so với chôm chôm mình. Chôm chôm mình là chôm chôm đã đại trà rồi, nó không có dân ra không thích ăn nhiều. Chôm chôm này mới lạ, người ta sẽ ăn nhiều và tiêu thụ rất dễ. Cái thứ hai nữa là ghép á, là nếu theo tôi á, thì ghép là nên muốn ghép nó hạ cây đó, tỉa hết ra cái mục mới, chỉ còn một hai cái mục ghép vô cái đó thì nó sẽ đậu. Còn bây giờ để nguyên cây thì sẽ tập trung nuôi cái ngoài thay ngoài không à, nó không có nuôi được cái mục ghép nó trên cho nên nó vẫn sống nhưng mà nó không có đâm chồi được. In fact, Indo Rambutan varieties show more advantages than others. According to professional evaluation, the model of converting growth varieties of Mr. Kiều Minh Dư is practical and suitable for new cultivation methods. Producing according to market demand provide what the markets need. To avoid high yield, low price situation like cultivation of traditional varieties, this is also an address that farmers wishing to convert crop varieties can come to learn from experience. Bà con nông dân và các bạn xem đài thân mến, chương trình hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại bà con và các bạn ở những chương trình kỳ sau. Thân mến chào tạm biệt.